Ok anh em, tiếp tục cái series lên cam và xử lý các vấn đề lên cam phần 2. Thì ở đây chúng ta sẽ lại tiếp tục với một con tài khoản quảng cáo cá nhân khác, đúng không ạ? Rất giống với việc các bạn đang làm, con này chết thì sẽ dùng con khác để làm. Thì trên đây là một con Via sắp mình danh tính 902, thì con này nó mới về thôi, con này mới về với về sáng nay thôi. Đấy, thì tiếp tục là chúng ta sẽ cài đặt cái tài khoản cáo thêm thẻ và lên cam. Đấy, cái tài khoản này có tên là Khắc Dũng, thì anh em sẽ thấy là có cái quản trị viên tên là Hoàng Dương. Cái con Via lần trước ở phần 1 mình đã thêm nó vào, nó bị tai rồi. Chúng ta lên bằng cái tài khoản Hoàng Dương nó bị tai, thì bây giờ chúng ta sẽ lên tiếp bằng cái tài khoản Khắc Dũng ở đây. Đấy, địa chỉ ở đây đã đổi là Trung Quốc rồi, chúng ta sẽ thêm phương thức thanh toán. Mình sẽ vẫn add lại cái thẻ cũ anh em nhé. Một cái thẻ thì chúng ta có thể add được 10 lần, add được 10 lần thì chúng ta cứ add thôi. Đấy, khi nào nó không cho add nữa thì thôi. Ok, thì đã add thẻ xong, rồi xong này. Tiếp tục sau khi cái bước add thẻ này xong nhé, thì chúng ta đến cái bước số 2 là thêm vào Via, đúng không? Thêm vào cái con Via. Thêm con Via vào page, thì ở đây mình có một cái mình sẽ thêm con Via vào page, vào trang cá nhân copy ID sang cái fanpage. Mình đang sử dụng một cái hai màn hình nhé, mình đang sử dụng hai màn hình cho nên là các bạn có thể thấy mình đang không biết là lấy cái này đâu ra, không biết là thêm kiểu gì, đúng không? Không sao hết. Thì ok, sau khi mà đã thêm xong thì nó sẽ có một cái thông báo, đây thông báo đây, trở thành biên tập viên của một cái shop và chấp nhận. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại trình quản lý quảng cáo để chúng ta set cam. Trình quản lý quảng cáo chúng ta set cam thì các bước set cam nó lại tương tự như vậy thôi. Thì lần này xem nó có bị đai không anh em nhé, nó có bị đai không. Cái con này là cái con mà đã xác minh danh tính vừa về sáng nay rồi, cho nên là mình nghĩ là nó không có hiện tượng đai như vậy đâu. Đấy, ok, và xác nhận này, xác nhận cái page này và tạo chiến dịch. Em chờ một chút này, xem là con này thực ra chưa tạo, con này nó có mã là 35 anh em ạ, 35. Thì mình tạo page, các cái bước này thì mình có thể làm nhanh, Rồi ok, thì trong cái việc chạy thì anh em thường quan tâm đến cái việc loại trừ cà lon, đúng không nhỉ? Chúng ta có cái việc loại trừ cà lon ấy, thì cái tập loại trừ đấy thông thường mọi người sẽ loại trừ cái gì ạ? Quản trị viên. Đấy, mọi người thường quản trị viên trang Facebook, vân vân, nói chung là 1 đến 3 tháng người dùng, từ 1 đến 3 tháng vân vân. Thì với kinh nghiệm của mình thì anh em có loại trừ này nó cũng không bao giờ hết được, mà thậm chí nó còn dính vào clone. Vậy nên thôi, tốt nhất là kệ nó, em kệ nó anh em nhé, em kệ nó thôi, tắt ra đi để cho Facebook tự phân phối. Đấy, thì anh em có target ở đây, hành vi sở thích gì vào đây thì ví dụ như bán mỹ phẩm thì target làm đẹp, ví dụ vậy, target làm đẹp, thích làm đẹp tự nhiên, mỹ phẩm tự nhiên, spa, skincare, và chọn skincare đó. Tab kéo xuống vẫn còn rất là đông, không sao hết. Rồi tiếp tục là đến vị trí quảng cáo này, thì chúng ta đây tắt Insta, nói chung là bình thường mình sẽ tắt hết thì mình để mỗi Facebook thôi. Còn nhiều nữa thì tắt nốt cả trong luồng đi, tắt nốt cả tìm kiếm, tắt nốt cả bài viết tức thì. Cái tìm kiếm này các anh em có thể để được, bởi vì đôi khi khách hàng nó sẽ search cái tên của chúng ta thì nó sẽ ra cái bảng của chúng ta, thì chúng ta lên để tìm kiếm. Tiếp tục là cái chỗ này chúng ta sẽ chặn bảng. Chọn bài viết có sẵn, nhập ID. Rồi thì cái việc mà chúng ta chọn bài viết có sẵn và nhập ID này, thì ở cái phần trước thì mình có lên nhiều nhóm không nhỉ, lên nhiều nhóm thì nó có hiện tượng là tèo luôn đấy, lên nhiều cam quá, hoặc lên hôm đấy thì mình lên 3 cam và mỗi cam là 3 nhóm thì nó có thể là nhiều tèo luôn. Thì đây ví dụ mình cái này mình nhân luôn, cái này mình lên 1 cam thôi và lên 3 nhóm. Mình làm khác đi một chút, mình không làm giống cái kia nữa. Sau đó mình đóng lại và mình đăng. Đấy, đăng. Xem nó có bị tèo không. Nếu như không tèo thì mình tiếp tục, mình sẽ cam tiếp.
xem nhé. Nếu không tèo thì mình tiếp tục sẽ cạp tiếp. Rồi, xong rồi. F5 lại xem có bị tèo vào tài quảng cáo không này. Được chưa? Ok. Như thế này là nó không bị tai. Như này không bị đa. Thì làm gì ạ? Thì tiếp tục mình sẽ can tiếp. Đấy, mình sẽ can tiếp. Được chưa nhỉ? Thì tại sao lại làm như này? Bởi vì anh em sẽ cần phải hiểu rằng là chúng ta sẽ phải làm khác đi một chút để cái hành vi của chúng ta ở trên cái thiết bị đấy không bị Facebook theo dõi. Ví dụ mình sẽ tạo tiếp 50 campaign nữa. Chơi máu luôn, tạo luôn 5 campaign. Mình sẽ tạo thêm 5 campaign. Thì sẽ rất nhanh thôi. Đấy, thì ấn vào chỉnh sửa đây. Thì ví dụ mình có 5 bài, 6 bài, 10 bài thì cái nhà này nó cũng rất là nhanh. 5 campaign. Đấy. Ví dụ mình có 5 campaign. Các bài đánh thứ tự rồi. Tiếp tục là cái nhóm. Thì mình ấn, thực ra nhóm này thì nó đông quá thì sợ khó kiểm soát, mình sẽ bấm vào cái số 2 đầu tiên. Bấm vào cái chiến dịch số 2 đầu tiên. Sau đó mình bấm vào nhóm. Mình sẽ bấm vào nhóm, mình sẽ chỉnh sửa. Ở đây mình sẽ ghi là 35A2. Xong. Đấy, sau đó mình sẽ sang phần quảng cáo. Cũng làm tương tự như vậy, ấn chỉnh sửa 35A2 New. Sau đó mình sẽ copy cái ID dán vào. Đấy, tiếp tục là mình sẽ chọn cái mẫu trả lời tự động 35A2. Tiếp tục tương tự như vậy sang A3, A4 đến A6. Đấy, A3 sang nhóm. Rồi, cái phần tên quảng cáo này thì thôi, mình xét nhanh thôi, không cần thiết. Ok anh em, thì khi chúng ta xét cam thì thông thường chúng ta sẽ gặp một cái số lỗi như thế này. Đấy, xác minh thay đổi này nó bị sai thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào. Rất dễ thôi. Thì cái phần này thông thường nó sẽ thông báo là thông báo nhắm mục tiêu không hợp lệ. Thì chúng ta sẽ vào nhóm cả đấy, chúng ta bật lại, xóa target đi. Là xong. Đây, target lữ này. Hành vi sở thích ở đây thì chúng ta sẽ xóa làm đen và skin care. Đấy. Rồi chúng ta sang cái nhóm. Thì nó sẽ ok thôi. Kệ nó, không sao hết. Thì chúng ta sửa một lúc. 35. Đấy. Chuyện nào. Được chưa? Thì nó sẽ mất. Cái khi nào nó báo đỏ thì chúng ta mới cần lo lắng, còn nó báo chấm vàng thì anh em cứ thoải mái, anh em xét cam và chạy quảng cáo như bình thường. Chấm vàng không có vấn đề gì hết anh em nhé. Rồi ok anh em, như vậy là mình đã set up xong toàn bộ thêm 5 cái campaign mới, 5 cái bản sao mình sao ra. Mình đã set up xong thì bây giờ mình đóng nó lại và chúng ta ấn xem lại và đăng. Lưu ý nhé, ở đây nhé. Ở đây là xem lại và đăng, em sẽ thấy rằng ở đây mình sẽ có 5 chiến dịch mới, 15 nhóm quảng cáo và 15 bài viết. Đăng. Được chưa? Nếu như đăng cái này mà nó không bị đai thì chắc chắn nó sẽ không đai. Đấy. Ok, tiếp tục. Đấy, như vậy là ok rồi anh em nhé. Như với cái này là rất là ok. Nếu như nó đai nó sẽ báo đai luôn. Đấy, đang xét duyệt này. Chúng ta sẽ bấm vào phần quảng cáo và chúng ta sẽ thấy là đây chọn một không được. Đấy, chọn tất cả đi. Chọn tất cả. Đấy. Thấy không ạ, nó đang xét duyệt tất cả. Như thế này là ok rồi, ổn rồi. Được chưa? Như thế này là ok, ổn rồi. Thì đây là cách chúng ta sẽ lên. Và nếu như cái này nó tiếp tục xảy ra hiện tượng vội quá thì mình sẽ làm cái video tiếp theo để xử lý cho anh em. Và mình sẽ hướng dẫn anh em thêm những cái phần khác để anh em làm. Anh em có nhiều phương án nào, có nhiều phương án giải quyết cho cái tình trạng là chạy quảng cáo mà bị đa. Ok chưa? Chúng ta chưa bàn đến cái việc là chúng ta chạy hàng quảng cáo vi phạm chính sách hay không. Nếu như là hàng vi phạm chính sách thì chúng ta sẽ cần phải xử lý thêm một cái vấn đề nữa, đó là vấn đề về content, vấn đề về chiết giảm. Đấy, liên quan đến chiết giảm, cái này nó liên quan đến hình ảnh, liên quan đến video, liên quan đến tên page, liên quan đến content các bạn đi copy, content các bạn viết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.